Tại sao con khóc? Tại vì con bố ba. Một đứa bé có 3 tuổi mà nó nói điều đó thì có đứt ruột đứt gan. Thì em cũng ráng, được ngày nào em ráng. Em cũng đi làm thuê cho người ta đó. Làm thuê sao nổi? Nhà không có gì tài sản ngoài nước mắt hết quý vị. Gạch lát choa Fashion Home, hơn ảnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Đứt ruột đứt gan quý vị. Trong nhà giấy khen nhiều hơn là tiền bạc. Con buồn vì điều gì? Nhà buồn khi ba mất. Ba mất hả? Con là em thứ ba trong gia đình hả? Dạ. Con tên gì? Dạ, tên Huy. Nếu như giờ có điều ước thì con sẽ ước gì cho gia đình của mình? Con ước có thật nhiều tiền để chữa bệnh cho Mỹ và lo cho em. Rồi con ước sau này con học, con làm gì? Dạ, con làm bác sĩ. Bác sĩ để làm gì? Để có thể chữa bệnh cho Mỹ. Rồi, chị gái nè, con tên là gì? Dạ, con tên là Hằng. Con đang làm gì? Dạ, hiện tại thì con đang là sinh viên năm nhất. Năm nhất, đại học gì con? Dạ, con học trường Đại học Quy Nhơn. Đại học Quy Nhơn con học về ngành gì? Dạ, con học ngành tài chính ngân hàng. Tài chính ngân hàng hả? Rồi, như vậy là chúc mừng con đã bước chân vào giảng đường đại học. Đó là một cái niềm vui rất lớn cho gia đình của con. Chị, em Út này là mấy tháng em? Con nói cho bác con bao nhiêu tuổi? Con 3 tuổi. 3 tuổi, con tên là gì? Con là Hân. Tại sao con khóc? Tại vì con bố ba. Con nhớ ba, con khóc. Một đứa bé có 3 tuổi mà nó nói điều đó thì có đứt ruột đứt gan. Chị ơi, bây giờ á, mình không có làm gì có tiền rồi, mà 4 đứa con như vậy, rồi cơm áo gạo tiền sao chị gánh nổi? Thì em cũng ráng, được ngày nào em ráng. Em cũng đi làm thuê cho người ta đó. Làm thuê sao nổi? Sức khỏe chị có đi khám bệnh chưa? Dạ có. Giờ sao rồi? Thì bệnh hen thì thí dụ nó lên cơn, mình đi mình khám, người ta cấp thuốc thì mình uống, rồi có mình xịt cái nó qua cơn rồi cứ trở lại. Ôi, xịt cho nó qua cơn đau rồi nó cũng đau trở lại nữa, quan trọng là mình điều trị thôi. Dạ, cái bệnh này đi điều trị ở Bồng Sơn đúng không được. Mà làm gì có tiền để điều trị. Trời đất ơi, nhà không có gì tài sản ngoài nước mắt hết quý vị. Thật ra tôi cũng muốn hỏi gì hết á, càng hỏi càng đau lòng. Ba gia đình toàn là nước mắt không quý vị. Bây giờ chúng ta cho qua đi. Khóc hoài, nước mắt rơi hoài, nó cũng chẳng làm được gì cả. Hãy động viên nhau mà sống, động viên nhau mà vượt qua những chặng đường khó khăn này. Tôi tin rằng cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần yêu thương đồng bào, cái tinh thần đến với người nghèo, cái tâm thiện nguyện của mỗi người đều có trong tất cả chúng ta. Và mong rằng chúng ta sẽ xóa đi tất cả những giọt nước mắt, những nỗi buồn đó. Ngay bây giờ chúng ta hãy cười lên, vui lên, động viên nhau. Gạch lát choa Fashion Home, hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.